Chú anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ủng hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Cháu được xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Hôm nay lên thì cháu Lực có trích cái phần tiền của bác An Phạm là gửi cho cháu Lực, là nhờ cháu Lực mua những cái thực phẩm cho các em và nhờ cháu Lực đưa tiền cho em Sử để đi chợ. Và cháu Lực cũng đã đưa cho em Sử để đi chợ này, đổ xăng rồi. Và hôm nay thì vẫn tiền thì vẫn còn, cho nên là cháu Lực mua lên cho em Sử là 2 cân thịt nữa và 1 quả dưa hấu nữa cô bác. Ở trên vùng cao bác An Phạm thì cũng có dặn cháu Lực và mua một chút hoa quả cô bác. Nhưng mà ở trên xã của cháu Lực thì người ta chỉ có nhập dưa hấu về là bán là nhiều thôi cô bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là theo dõi hết video ạ. Sáng nay thì cháu Lực có dậy sớm là lên trên chợ phiên một lúc cô bác. Nhưng mà gọi điện thoại cho em Sử là gọi không có được. Chắc là do em Sử là đang ở trong cái ngôi nhà của em thì cháu Lực gọi không có được, thành ra là không gọi em ấy đi xuống chợ phiên cùng với cháu Lực được. Vừa rồi thì không có điện thoại được cho em thì không biết là em có đang ở nhà nữa không. Có hôm nào mà cháu Lực điện cho em ấy được thì em ấy còn ở nhà đợi cháu Lực. Hôm nào mà cháu Lực không điện được cho em thì sợ em lại đi hộ người ta hay là đi đâu lấy cái đồ gì ấy cô bác. Như nếu mà sau này mà các em có cất được một cái ngôi nhà trên này này cô bác thì mọi cái về sóng điện thoại thì tiện cho các em luôn. Gọi thì lúc nào cũng gọi được cho các em luôn đấy cô bác. Trước thì bạn Trình có đưa ra cái phương án là làm nhà ghép, nhưng mà cũng được rất là nhiều quý cô bác là cái phương án để mà làm nhà ghép thì không có được. Và có bảo về cháu Lực là cứ từ từ mà làm cho các em một cái ngôi nhà bằng xây luôn cô bác. Còn thí dụ mà sau này mà làm chỗ này thì phải đào cái phần nền thì chắc là đào thì cũng độ đâu đó rơi vào tầm 1 tuần đấy các bác. Ở chỗ này thì máy xúc không có vào được. Nhìn cái đồng ruộng của nhà em Sử có bác xanh tới tốt luôn. Năm nay thì có bác Kim Hoàng là có nhờ cháu Lực là mua phân đạm cho các em và cũng được các em là bón vào. Nhìn trông rất là tươi tốt luôn cô bác. Một màu xanh chảy bạt ngạt luôn. Như đây thì đổ tầm là hơn 1 tháng nữa là sẽ đến một mùa gặt của các em rồi cô bác. Hôm nay năm nay thì sẽ là mùa gặt mà bội thu của các em luôn. Cái ngôi nhà các em thì được nằm ở dưới
chân đồi kia của bác, và một cái nơi mà hầu như là cái sóng điện thoại là bất khả xâm phạm được cô bác. Nếu mà vào trong nhà thì không có sóng luôn. Còn nếu mà đi ra chuồng trâu các em ở bên kia thì còn có sóng điện thoại để mà gọi cô bác. Hải ơi, Hải ơi, Hải ơi, đang ở đâu đây? Làm gì đấy đây? Làm gì đấy thế? Ra đây. Em Hải thì đang lên trên nhà chú kìa cô bác. Không biết là em ấy lên nhà chú để làm gì nữa. Sử ơi, Sử có ở nhà không? Sử có ở nhà không? Sử đi đâu rồi? Đây, một cái dáng người rất là nhỏ nhỏ luôn này cô bác. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, anh Sử thì đi đâu rồi? Anh Sử đi rừng lấy tìm mật ong ạ. Tìm mật ong à? Vâng. Là đi xem mấy cái tổ hôm trước ấy đúng không? Vâng. Ông đâu rồi? Ông đi xem ruộng rồi ạ. Ông đi xem ruộng à? Vâng. Thế đã nấu cơm chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Vâng. Hay hôm nay thì anh có mua thêm thịt cho các em này, mua thêm dưa hấu nữa này. Vâng. Hãy cầm đi đi. Vâng. Đấy, cầm đi đi. Em Sử thì đang lên trên rừng là xem mấy cái tổ mà tổ ong mà trước được là em ấy phát hiện đấy cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã bán hộ các em được mật ong và cũng đã đưa tiền cho ong rồi, cho nên là muốn đi lấy mật ong để nhờ cháu Lực là đi để nhờ cháu Lực là bán hộ mật ong cho các em luôn. Ông thì đi xem ruộng rồi. Đấy, đàn gà rất là khỏe này, chạy rất là nhanh luôn. Gà đây thì vẫn còn nhốt ở chuồng à? Vâng. À, vẫn còn chưa đến giờ thả đúng không? Đấy, dùng để lên trên kia đi. Cái bóng điện này thì có sáng không? Có. Có à? Vâng. Thử lấy cái điều khiển bật cho anh xem nào. Ở nhà thì nấu cơm đợi ong à? Vâng. À, lấy cái điều khiển bật xem nào. Ấy ui. Này. Không, nút on mà em. Đấy. À, ui, sáng rất là mạnh luôn này cô bác. Sạc đủ điện thì sáng rất là mạnh luôn nhỉ? Vâng. Hay cái đèn, cái bóng đèn lưới này thì không có dùng nữa nhá. Vâng. Đấy, rút đi đi. Đấy. Trong sáng rất là mạnh luôn cô bác. Ở đây thì là còn đang ban ngày đấy. Nếu mà đến ban đêm thì thế đến buổi đêm ăn cơm thì hay thường bật bóng nào? Hay thường bật bóng này. Bật bóng này thôi à? Vâng. À, cái góc học tập của các em cô bác cũng rất là sáng rồi. Hôm qua anh có mua cho anh Sử cái căn để lau bàn thì anh có mang lên chưa? Rồi ạ. Rồi à? Vâng. À. Bây giờ thì em ở nhà là nấu cơm đợi ông đợi anh à? Vâng. Có khi là anh Sử đi cả ngày không? Có ạ. Có à? Vâng. Anh Sử đi cả ngày á? Vâng. Thế sáng nay anh có gói cơm đi không? Có ạ. Gói cả cơm đi à? Vâng. Ôi giời. Thì em lên nhà chú lâu chưa? Vừa lên thôi ạ. Vừa lên thôi à? Vâng. Là anh cũng về luôn à? Vâng. Đấy. Là lên lâu quá thì sợ là ở nhà là bị mất trộm ấy nhỉ? Vâng. Ôi, đàn gà này to rồi. Đây, đây là cái đàn gà của nhà các em cô bác. Còn kia đẻ ra. Còn cái mấy cái con gà mà ông nọ bác An Phạm nhờ cháu Lực mua lên cho các em là chắc là giờ này đang đi tìm mồi để ăn rồi. Ăn thì các em muốn cho ăn ngô. Nhưng mà kiểu gà ấy có bác muốn là ra ngoài nhặt những cái cành cây, nhặt những cái cây cỏ non này để ăn, đi kiếm mấy con cháu cháu để ăn nữa. Thế sáng nay thì em với ông thì có đi đâu không? Sáng nay em với ông đi lấy mật nhưng không có mật thì em bị đốt 2-3 phát ạ. Bị đốt 2-3 phát? Vâng. Đốt đâu? Ở đây. Đây xem nào. Có sưng không? Có sưng không? Đây xem nào. Bỏ ra xem nào. Bỏ ra anh xem nào. Ông thì có bị không? Ông bị 1 phát nữa ạ. Ông bị 1 phát à? Vâng. Bây giờ
Thế có được lấy được một tí mật nào không? Sắp được một chai thôi ạ. Sắp được một chai á? Dạ. À, chưa được một chai à? Chưa được đâu. Ôi giời, đây này. Đây này, bị một phát này. Đâu, chai mật đấy ở đâu? Sáng nay ông lấy đi xuống xá vậy. À, sáng nay ông lấy đi xuống xá? Dạ. Đây thử, bảo là chai mật đấy để kia. Thế mật thì để đâu rồi? Chai mật thì để kia vậy. Để ở kia à? Dạ. À, thế thì một tí nữa anh lại cầm về hộ bán hộ nhá. Dạ. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã cầm về là hộ bán cho các em. Và cũng được 2 lít, được 2 bác ủng hộ. Và cháu Lực cũng đã đưa tiền lên cho ba ông cháu rồi cô bác. Em thì ở nhà thì một tí nữa sẽ nấu cơm đợi ông với lại đợi anh à? Dạ. Anh Sử là có khi là đi đến tối mới về ấy nhở? Dạ. Em là biết nấu nồi cơm điện chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Dạ. Thì lúc nào mà sắp đến giờ nấu cơm chưa? Sắp đến rồi. Sắp đến rồi à? Dạ. Một tí nữa thì anh cùng em nấu cơm nhá. Dạ. Đấy, nấu cơm cho ba ông cháu thêm một bữa nữa. Đợi anh Sử về xem có thành quả gì không? Dạ. Nha. Em Hải thì hôm nay là ngày chợ ấy cô bác, không có đi cùng anh Sử, là để lên trên chích trên rừng kia để xem mật ong được. Ở nhà thì em ấy là chịu trách nhiệm là nấu cơm này, cho gà ăn này, cho trâu ăn này. Em Hải thì mặc dù tuổi còn nhỏ cô bác, nhưng mà ở nhà thì việc gì em ấy cũng biết làm. Cỏ này thì hôm qua em với anh Sử đi lấy về à? Dạ. À, đi lấy xa không? Có ạ. Những cái hình ảnh của em Sử với em Hải thì cháu Lực với bạn Trình là cũng chia sẻ lên rất là nhiều rồi cô bác. Vườn rau hôm nọ là lớn hơn chưa à? Lớn à? Rồi anh em mình lại đi xem một lần nữa nhỉ? Đấy, để tại vì là anh muốn ghi hình lại là để cho tất cả quý cô bác ở trên này là cùng biết là cái thành quả của mình là nó sẽ như thế nào rồi nhá. Đấy, hôm nọ thì cháu Lực cũng có trồng thêm là cả rau muống nữa. Cả hôm nọ thì cháu Lực có trồng thêm rau muống nước này. Rau muống ở trên cạn cô bác. Trâu này thì liệu năm nay có để không? Chưa để đâu ạ. Chưa để đâu nha. Dạ. Hãy dùng cái đấy để đấy đi. Xong mà anh em mình đi xem rau một tí nhá. Dạ. Ôi ở đây thì trồng cái gì đấy? Đây này. Chỗ này là trồng cái gì đấy? Trồng gừng à hay là trồng gì? Trồng. Thế tín lùng này thế nào biết không? Không biết đâu. Thế nó củ như nào? Hả? Nó là củ như nào? Không, không có củ. Không có củ á? Có hạt á? Dạ. À, chắc là trồng đố đúng không? Dạ. Phải đố không? À, đây thì không biết được ba ông cháu là trồng cái gì ở đây luôn cô bác. Ủa rồi thì em Hải cũng không biết nói theo tiếng Kinh ấy, chỉ biết tiếng Mông đúng không? Dạ. Rồi, đi xem cái rau muống của mình ấy nào. Hôm nọ đây là em với anh Sử trồng hay là với ông nữa? Em với anh Sử thôi ạ. Em với anh Sử trồng à? Dạ. À, cái rau cải này hình như kiểu không có được được là nảy mầm đâu hay sao ấy nhở? Dạ. Đây này có bé bé tí thôi. Dạ. Đây có cây bé bé tí thôi cô bác, cái rau cải này. Cái rau cải này thì chắc là không ổn rồi, chắc là phải trồng thêm cái giống rau mới thôi. Còn là cái phần rau muống của các em ấy cô bác thì rất là tươi tốt rồi đây. Đây thì lấy thêm một ít phân trâu ra bón nhá.
Còn là cái luống bên này thì hình như là không có được khả thi ấy cô bác. Chắc là phải tỉa ra để trồng theo như cái luống bên kia kìa. Hãy nhổ mấy cái cây cỏ dại kia ra đi. Mấy cái lớn rồi. Cái rau muống nước thì hôm nọ trồng sau. Ông về sao ấy? Không biết. Thế hôm nọ thì mình cũng nhổ cỏ rồi. Và bây giờ thì nó chỉ có sót lại những cái cây nhỏ mà hôm nọ mình không có nhổ hết ấy. Nó bị mọc lên thôi. Độ rau gió tầm 2 tuần nữa là chỗ này được ăn rau muống rồi đấy. Vâng. Rau muống là chính tay mà hôm nọ mà mấy anh em mình trồng luôn đấy. Rồi hết rồi nhỉ? Dạ. Rồi anh em mình đi về đi. Anh em mình đi về là chuẩn bị là nấu cơm rồi nhỉ? Dạ. Hái một chút rau bí này về không? Về nấu canh không? À nhưng mà có ít thôi, chắc không có đủ đâu. Đây hái một chút rau bí này, đây có. Đấy. Hái một chút rau bí nữa để một tí nữa là nấu canh nhá. Được. Anh Sử có thường xuyên đi chợ không? Có ạ. Khó à? Được. Anh ngồi xe một lúc là đến chợ rồi nhỉ? Được. Ngày mai là bạn em bắt đầu vào học chưa? Chưa là bắt đầu học ạ. Bắt đầu học rồi đúng không? Được. Bắt đầu học thì anh Sử ở nhà thì một mình anh ấy lại lại vất hơn một chút rồi đấy nhỉ. Vâng. Đây. Rồi, anh em mình lên trên xem mấy cái dây bên trên xem có không. À đây đây, từ từ nhá. Anh nhìn anh thấy được đây có một dây nữa. Rồi, đi thôi. Hôm nay là anh Sử đi xem mấy cái tổ hôm nọ là nó còn nhỏ à? Vâng. Đấy, bên này này, bên này có này. Ôi, đây có cả dưa này này. Bên này có vẻ không có mấy nhỉ? Không có hái cái này ăn bao giờ chưa? Dạ. Thôi à? Dạ. Thấy cả cái này cũng ăn được này. Cái này là để gói bánh trưng đúng không? Dạ. Hay à? À thưa cô bác, nhà các em thì mấy cái đồ mà hầu như là tự trồng và tự cung tự cấp ở nhà thôi, không có đi ra ngoài để mua nhiều đâu. Để ở đây thì để mua thì các em chỉ mua những cái mắm muối mình chính thôi. Cái này thì trước ông có hái đi bán không? Có ạ. Có à? Vâng. Thì ông bán như nào? Ông bán 10 lá thì được 5.000 ạ. 10 lá 5.000 à? Vâng. À. Đây là cái lá rong được đến Tết là các em sẽ hái để mang đi bán này cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em hải là để hái rau bí này, xong một tí về là sẽ để nấu cơm. Đây, Hải ơi. Ôi, cái
cái này tốt nhở? Vâng. Ôi, cái gì dính anh này nhở? À không phải cái kia. Đây. Rồi đủ một bữa rồi đấy. Rồi anh em mình đi về thôi. Vâng. Đi về xong anh em mình tước ra thôi. Thế về mình cắm cơm đã nhở? Vâng. Mình cắm cơm đã, xong thì mình mới nhặt rau. Thì lúc mà mình nhặt rau xong thì cơm cũng đã chín rồi. Mình đóng lại cái nắp này nhá. Ngày tí không đóng thì tí gà đi xuống ăn rau của mình đấy nhở? Vâng. Rồi. Đấy, để đây tí mình tước ở đây này. Đó. Một con gà cái gì chắc phải được mấy năm rồi đấy nhở Hà này. Dạ. Hôm nọ thì cháu Lực có cùng các em là trồng một ít rau muống kia. Bây giờ thì em đi ăn rửa nồi nhá. Dạ. Xong này để cắm cơm nhá. Bây giờ thì em cắm cơm nhá. Vâng. Anh sẽ xem em cắm cơm xem có cắm chuẩn như hôm nọ anh dạy không. Cái miếng xốp này bỏ ra đi em ơi. Cái miếng xốp này. Bỏ ra đi. Tại sợ là nó cắm cơm trong nó nóng ấy. Sợ là nó sẽ bị đấy, cứ lấy ra đi. Rồi. Cứ đặt như thế thôi. Sử thì có cầm điện thoại đi không? Anh Sử sợ nó không dám cầm đi đâu. Không cầm á? Vâng. Lần sau bảo anh Sử đi đâu thì cầm theo điện thoại nhá. Vâng. Đấy, có cái gì còn biết gọi nhá. Vâng. Đấy. Tí nữa anh Sử về thì anh sẽ bảo anh Sử. Vâng. Một ngày thì em cắm bao nhiêu bát cơm? 2 bát ạ. Một bữa thôi đúng không? Vâng. Một bữa là 2 bát đúng không? Vâng. Thế là một ngày thì thường ăn mấy bữa? 3 bữa. 3 bữa à? Vâng. Thế thì một ngày đấy rơi vào tầm là 6 bữa. 6 bát. Không lấy bát để đâu mà. Lấy bát sau để đâu đây? Tí biết để như nào chứ. Bát kìa. Đây. Ờ đây. Hôm nọ cũng có cô bác bảo là với cháu Lực là cái cốc kia là dùng để các em đông nước ấy cô bác. Nhưng mà các em sẽ dùng bằng cái ống này để các em đông gạo. Cho nên là các em phải để theo cái tỷ lệ mà đầu ngón tay cô bác ạ. Thì nó mới chuẩn được. 2 ống đúng không? Vâng. À là mỗi bữa là nấu 2 ống như này đúng không? Vâng. Chứ không phải là 2 bát đúng không? Vâng. Anh Sử thì mọi lần đi xuống chợ kia thì anh hay mua gì? Hay mua thịt à? Vâng. Cái tiền mà hôm nọ cháu Lực đưa cho em Sử để em đi xuống chợ mua thức ăn ấy cô bác là được bác An Phạm, là bác ấy có nhờ cháu Lực là đưa tiền cho em Sử để cho em Sử là đi chợ cô bác gửi cho cháu Lực, nhưng mà mỗi lần là đưa cho em mấy 500 đến đổ 1 triệu như này cô bác ạ, để em mới đổ xăng là mua thức ăn nữa. Và hôm nay thì cháu Lực lên, cháu Lực cũng có trích tiền của bác An Phạm ra mua 2 cân thịt cho các em này và 1 quả dưa hấu. Thì là ở đây thì là mỗi cân người ta bán là 15.000, cháu Lực mua là hết là 50.000 một quả dưa hấu. Và tổng hôm nay thì cháu Lực mua hết là 250.000 cô bác ạ.
một cái cậu bé năm nay được 12 tuổi, làm công việc gì, làm cái gì cũng rất là nhanh nhẹn các bác. Học hỏi thì cũng rất là nhanh luôn. Em Hải thì được 6 tháng, mẹ đã bỏ đi rồi và chỉ ở với ông bà thôi. Sữa mẹ thì cũng không có đủ để mà uống. Đi ra ngoài mua những cái hộp ong thọ này, mua những cái gói đường này về khuấy là để cho em Hải là qua những cái cơn đói, cơn khát sữa của bác. Và bây giờ thì em ấy lớn lên. Và bây giờ thì cũng được là, và rất là may mắn đến lúc lớn lên thì em ấy cũng có một cái sức khỏe rất là dồi dào luôn các bác. Ở trên vùng cao này thì hầu như là bạn nhỏ nào cũng biết làm ruộng này, và biết lấy cỏ này, và biết đi lấy củi này cô bác ạ. Nhưng mà trong đó thì các bạn nhỏ mà gia đình có bố có mẹ hay là đủ ăn rồi chỉ là đi lấy về cho gia đình thôi. Nhưng còn em Hải, em Sử, em Quân, em Cương là những cái đứa trẻ mà phải nói là rất là bất hạnh luôn cô bác. Phải đi lấy củi thuê này, phải đi lấy cỏ thuê này, cái gì các em cũng là, cái gì các em cũng phải trải qua thì mới có tiền là mua gạo, mua mắm, mua muối về để lo cho gia đình. Như em Quân ấy cô bác, cháu Lực đi vào với em Quân thì nhìn em trông rất là tội luôn cô bác. Năm nay có 14 tuổi thôi mà phải là lo cho 4 miệng ăn cho gia đình rồi. Tỷ lệ nước thì vừa chưa? Vừa đúng không? Đấy, dùng cái khăn đấy lau xung quanh nhá, lau cả đít nhá, để cho nó khô nước đi nhá. Đấy, cắm vào nó sẽ không có bị hỏng nhá. Những cái đồ mình thì là mình bảo quản thì mới được lâu đó. Người ta hay nói là cái câu mà của biển thì là tại người đấy nhá. Đấy. Bây giờ thì em cắm vào xong là hai anh em mình đi nhặt rau nhá. Đấy, xong là tí nữa là đi rửa thịt này, đi thái thịt này nhá. Đấy. Đấy, cắm đi nhá, anh đi tìm cái rổ nhá. Cái rổ ông nọ thì đi đâu? À kia. Đấy, cắm đi, cứ cắm đi. Anh đi lấy rổ thôi. Đây có thìa này. Giờ thì anh sẽ để lên trên này đã. Được chưa? Được. Chưa cắm điện đâu? Chưa cắm, lấy khăn cất. À, lấy khăn cất ra. À, là lấy khăn phơi ở ngoài để cho nó khô. Xong thì em mới mang về là để lau được. Có phải cái khăn mặt không đấy? Không phải đâu. À, không phải khăn để rửa mặt đâu đúng không? Được. Rồi. Đấy, cắm điện vào đi. Điện thoại anh Sử thì để trong nhà đây à? Vâng. Rồi, lần sau thì bảo anh ấy đi vào rừng hay là đi đâu thì cầm theo nhá. Vâng. Ở trên rừng cái thì có sóng không? Không biết rồi. Không biết đâu à? Vâng. Cũng là gọi là có chỗ có, chỗ thì không đúng không? Vâng. Cái để lên trên bàn nhá. Có cắm đến không? Đây anh cắm cho. Có. Có à? Vâng. Đấy, bây giờ cắm vào đi. Cắm vào xong là nhớ là bật nút lên nhá. Vâng. Đấy, tại vì nồi cơm điện là các em mà không có để ý là bấm nút kia lên là một tí nữa mình nấu sức ăn chín xong thì mình mở nồi cơm ra trong cái toàn nước đấy nhá. Vâng. Đấy, có những lần thì cháu Lực cũng đã mắc phải cái trường hợp này cô bác. Nấu cơm mọi thứ xong xuôi hết rồi mới đi ra bật nồi cơm điện, mở nồi ra thì bên trong toàn nước với nước này cô bác.
xong thì cả nhà lại phải đợi, đợi đâu đó tầm độ 30 phút thôi là cũng nồi cơm cũng chín rồi. Bây giờ thì anh em mình đi nhặt rau nhá. Đấy, một tí nữa anh em mình nhặt rau xong, rửa thịt xong là nó sẽ chín rồi đấy. Đấy, anh em mình trèo lên trên này nhặt nhá. Đấy, đây thì rau bí của các em luôn cô bác này, trông rất là xanh tươi tốt luôn. Thank you.
Rồi thì mai hai anh em là mải nhà dâu quá, gà thì chạy vào trong nhà luôn rồi. Hãy cầm túi thịt ra đi. Xong là cầm cả cái con dao nữa. Cầm cả cái thái kia nữa. Hãy cầm nguyên cái đấy thôi, cầm cho anh thêm một cái bát đỏ nữa nhá. Ra đây anh cầm cho nặng ấy. Ra đây, lấy cái bát đỏ đi nhá. Ôi, từ từ từ, đập xuống chân này. Rồi. Đây là những cái hình ảnh mà một mình em Hải ở nhà để nấu cơm hay là để làm gì đợi ông với lại đợi anh Sử cô bác. Cho nên là cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả quý cô bác là cùng xem luôn. Đó, bây giờ thì chở thịt đi. Đấy, dùng thịt đã rửa xong mang cái dao này cạo nhá. Cạo cạo cái da nó đi. Cạo không phải cạo cái da nó đi, cạo cạo lớp cái lớp cái bẩn của cái da nó ra nhá. Ôi. Anh bị con ong đốt đằng sau này. Đâu quá. Gần đây có cái tổ ong mật nào không? Có. Có á? Ngồi ngồi đây mà bị con ong mà chui vào sau lưng đốt phát luôn này. Dùng dao để cắt đi. Đấy. Để vào cho đây thái nó bị bập bênh đấy. Để xuống đây này. Anh chỉ này. Để vào đây này. Đấy, để đây này. Đấy, để đây thái này. Đấy, rửa đã. Đấy, đừng có nhúng xuống ấy quá nhá, tí sợ cắt đấy. Đấy, cạo cái lớp lên trên đi. Một cái bóng dáng rất là nhỏ nhoi luôn cô bác. Một cái ông thì đang đi xem ruộng. Còn là anh Sử thì đang lên trên rừng để xem những cái tổ ong xem là có bị ai trộm không. Ở trên thì có bao nhiêu tổ? Hôm nọ thì có bao nhiêu tổ? 2-3 tổ. 2-3 tổ à? Dạ. À, đi xem có bị ai trộm không đúng không? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ hộ em là thái luôn cô bác.
nó khô đấy nhá. Vâng. Bây giờ thì sẽ nhóm bếp nhá, xem cái xem cơm đã bật chưa, bật chưa, bật rồi đúng không? Thế bây giờ thì đặt ở kia đi, là nhóm bếp đã. Xong thì mới nấu cơm. Thế bây giờ thì em nhóm bếp nhá. Vâng. Anh đi rửa nồi đã. Họ bỏ vào đi. Đấy bây giờ mang cái mùi đây. Đấy bỏ vào đi. Cho anh xin ít mắm muối vào đây bác. Cho anh xin ít mắm muối đấy. Lọ muối đâu? Lọ mình chính chưa? Đó, bỏ vào đây. Đấy, hôm nọ cháu Lực cũng mua lên cho các em những cái lọ này để cho các em đựng nó sẽ dễ hơn. Mở nó ra không? Ra đây xem nào. Ra đây mở cho. Cầm cái môi của anh. Anh xử vặn chặt thế nhỉ? Vâng. Đây. Anh vặn nhẹ nhàng thôi mà. Đây, từ từ nhá, đây nhá. Bỏ vào đây ạ. Đấy rồi, bỏ ít, bỏ vừa vừa thôi, bỏ cho nó có vị thôi. Bây giờ em mang cái lọ nước mắm ấy. À thôi, một tí nữa mình để xong, một tí nước mắm thì mình xào gần chín thì mình để vào nó mới thơm được. Đấy, một tí nữa mình sẽ để nước mắm vào. Lúc mà nó gần chín thì mình xào nó sẽ thơm hơn. Khá là nóng luôn, ngồi một cái bếp củi như này. Mà ngôi nhà xung quanh, mà ngôi nhà của các em cô bác, mà ngôi nhà của các em với cô bác là bốn bức tường đều là làm bằng chỉnh tường, cho nên bốn bức tường thì đều làm bằng chỉnh tường, cho nên là nó sẽ không có được thoát khí ra và nó sẽ rất là nóng luôn. Ở đây thì hầu như là bà con dân tộc Mông trên đấy cô bác đều là làm một cái cánh cửa, không có một cái ngôi cửa sổ nào luôn, một cái góc mà đón hướng gió thôi. Sửa với cơm mình gần chín thôi, sửa với ông thì chưa thế nhỉ? À, ông thì đến đây rồi. Thôi. À, anh sửa thì chắc là đi đến tầm chiều thì mới về rồi cô bác. Bây giờ thì không có về ăn cơm để kịp nữa. Hôm nay thì cháu Lực cũng có mua thêm cho em Hải làm thêm một chút dưa hấu nữa. Hãy bổ dưa hấu ra ăn cùng với ông nhá. Vâng. Xe năng về chín dưa hấu vậy gì? Hả? Năng về chín dưa hấu ạ? Ừ. Chơi cứ năng này chín gió bực gì phật lôi là có hát được chứ? Chơi sẽ có hát chơi buổi chơi. Chơi sẽ có hát chơi buổi chơi. Đây để một nửa cho anh xử nhá. Đấy. Để cả túi bóng đi, đấy để chùm túi bóng vào đi, đấy nửa. Rồi bên này em ăn với ông thì không phải dùng túi bóng nữa đâu. Nhưng mà ăn trước này tí có ăn được cơm không ấy?
Hả? Cứ ăn dưa thêm một tí đã nhờ. Đấy. Ăn một nửa thôi. Ăn với ông đó. Ông thì vừa rồi cũng đi làm đi xem ruộng xem đồng với cô bác. Cho nên là cháu Lực bảo em bảo em Hải là bổ cho ông ăn một miếng đó để cho mát đó. Xong thì một tí nữa ăn cơm. Đấy, bổ cẩn thận nhá. Ôi giời. Ôi giời. Thế bây giờ thì đang nấu canh thôi. Là cho ba cho em Hải với em Sử là ăn cơm trước cô bác. Cho em Hải với lại ông thì sẽ ăn cơm trước. Còn em Sử thì đi lên rừng vẫn chưa về. Còn bây giờ sẽ để ông với em Hải là ăn dưa một chút. Là cũng đến bữa là ăn cơm rồi. Em Sử thì vẫn chưa về cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có trích cái tiền của bác An Phạm ra là để mua cho ba ông cháu nha cô bác nhá. Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn tới bác An Phạm và tất cả cô bác, anh chị, mấy thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bạn em để giúp kênh bạn em là hỗ trợ được thêm nhiều những hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao này cô bác nhé. Và cô bác có theo dõi video thì cho cháu Lực xin nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được thêm những cái hoàn cảnh còn là rất khó khăn và rất bất hạnh ở trên vùng cao cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em.